Ê anh ơi, chơi gái à? À, anh cứ qua mấy chỗ khách sạn hay chỗ đường biển anh hỏi thử. À vâng, em hồi giờ em chưa chơi, em đâu có biết đâu. Chơi luôn không? Em cũng không biết nữa. Vâng, em con ngon trai giỏi mà. Em không bao giờ em đi mấy cái đó đâu. Hello các tình yêu nhá, này là mình đây. Thì tối qua mình xem cái chương trình gì mà những người doanh nhân thành đạt họ chia sẻ những cái kinh nghiệm kiến thức của họ ấy. Hôm qua mình nhớ rõ một câu luôn, đó chính là dậy sớm là để thành công. Thế là hôm nay mình cũng dậy khá là sớm để chạy Grab. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Mình không biết là đã thành công chưa mà nãy giờ chưa thấy nổ được cuốc nào luôn, buồn ghê. Mình nổ được một đơn rồi nè. Đơn này là ở quán Chôm Milk Tea và Coffee. À rồi, mình biết quán này rồi. Quán này hồi đợt mới khai trương ấy, mình nghe nói là view của quán đó là khá là đẹp luôn đó. Nhưng mà hôm đợt mình vào mình lấy đơn một lần rồi, mình thấy view cũng bình thường, chả cái gì đặc sắc. Bạn ơi, mình lấy đơn rồi đó, food đó. Cho mình xin cái hóa đơn với. À rồi, cảm ơn nha. Ui, cái này phải cá coi không nhờ. Nhìn cái hồ cá coi là mình nhớ tới cái vụ gì mà ở đâu á, cái vụ gì mà thả thuốc sâu xuống dưới lại hồ cá coi của ông nào á. Nghe nói được á là ông đó ông đi 700 triệu hả, 700 triệu hay 700 tỷ gì đó, mình cũng chả nhớ nữa. Má, mấy cái ly mà kiểu gài nắp như thế này nè mọi người, mình bỏ vào trong thùng xe của mình là mình cứ sợ là nó, cứ sợ là nó bị đổ đó mọi người. Đơn này là mình giao qua đâu đây, 2D-14 Nguyễn Văn Chuỗi. Rồi chỗ này là gần nhà của mình luôn. Chắc là trong cái phòng trọ này rồi. Đợt trước mình có giao đơn qua chỗ này một lần. Mọi người thấy chiếc Queen X này không? Chiếc Queen X này là gì? Cắt cái đuôi xong rồi gắn cái đồ gạt kích. Ui, nhìn nó lõ thiệt sự luôn. Mình nhìn mấy chiếc mà 150 ấy mọi người, đúc biển số dưới rầm rồi gắn cái đồ gạt kích này, mình nhìn mình dị ứng lắm. Alo ạ? Em tới này chị ơi. À vâng. Mình nhớ không lầm là hồi đợt chiếc này nó còn gắn thêm một cái bô AK Bovit nữa đấy mọi người. Cái bô đùi gà đấy. A few minutes later. Đây chị ơi. Dạ đúng rồi, 55. Rồi em cảm ơn nha. Ui, chị này hình như là khách hàng VIP của Grab hay sao ấy. Hồi nãy mình dòm cái đơn này là 70 mấy nghìn, mà lúc mà tính tiền còn có 55 nghìn mà. Ui dù, càng nhìn càng thấy cái con xe này lạ vãi. Mình vừa mới nổ một đơn Grab Food nữa nè. Đơn này là ở tiệm chay Bảy Thu, 92 Ngô Mây, 92 là phía bên tay phải nè. Thì hôm bữa cái clip trước ở trên top ấy, thì đợt đó là mọi người kêu mình là số chẵn là ở bên phải, còn số lẻ là ở bên trái. Rồi mọi người nói mình là sao mà chạy Grab mà mấy cái cơ bản là không biết. Thì thực ra là mình đang đi ngược đường lại, cho nên là cái số chẵn ấy đã nằm bên trái, còn số lẻ là bên phải, chứ không phải là do mình không biết. Cô ơi, cho con lấy đơn Grab Food á. Một cơm chay, một miếng chay, một bánh mì nướng. Nãy giờ cô chưa nhận đơn hả? Hay, bây giờ là mình phải ngồi chờ tiếp rồi. A few minutes later. Có một ông khách nhận là để thanh toán cho cô đâu. Thì ngày đó có bán 2 hộp. Nè, mở tấm lên, ta tổng lên. Nè. Sao một con con là thằng nhận đơn cái đây đầu tiên nè, nhắn vô nè, là hai con kim cương đâu, con hỷ con không ở đây đâu. Cái đơn con hỷ nè, đầu hai cái đơn tiếp theo nè là cả một cái đơn hai thằng con là người ta đặt lại là hai chưa. Nãy giờ mình ngồi mình hóng drama ở trong đó giữa bà cô chủ quán với lại là ông tài xế. Ơ kìa, sao gọi là kết thúc cuộc gọi này. Em giao đồ ăn nè, em đang đứng phía dưới nè anh ơi. Ok. Dạ. Má cứ tưởng đơn này bị bom chưa? Anh đặt đúng không anh?
Dạ đây anh ơi. Rồi em cảm ơn nha. Ok, vậy là xong đơn thứ hai. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái drama mà giữa ông shipper với lại bà cô chủ quán hồi nãy ha. Thì cái câu chuyện nó đơn giản lắm mọi người, là như này nha, là lúc đầu ông shipper ổng có nhận được một cái đơn hàng 100.000, nhưng mà ổng không có chạy, ổng hủy đơn. Thì khi mà ổng hủy đơn ấy thì sẽ có một ông shipper khác tới để lấy cái đơn đó. Câu chuyện nó đơn giản chỉ có vậy thôi, nhưng mà khi mà vào cuối ngày chốt ca để Grab nó trả tiền lại cho bên cửa hàng đó mọi người, thì bà cô này bà kêu là rõ ràng lúc đó là bà bán được 4 hộp mà tại sao mà Grab chỉ trả lại có 2 hộp thôi. Thì bên Grab gọi lại cho cái ông shipper mà hủy đầu tiên ấy, thì bên Grab nói là ông này là ổng hủy đơn trên app nhưng mà vẫn qua lấy cái đơn đó. Thì chắc ở trên app ấy thì đúng là cái đơn đó bị hủy, nhưng mà nói chung là mình người ngoài mình dò vào mình cũng không biết ai đúng ai sai. Bà cô này vẫn cứ khăng khăng là lúc đó là bán 4 hộp, nhưng mà ông shipper này ổng vẫn nói là ổng hủy đơn, ổng không có lấy, chỉ có một mình ông shipper sau nhận đơn nói tôi lấy thôi, là chỉ có 2 hộp đó thôi. Vậy mà bà cô vẫn cứ khăng khăng là chiều đó bán tới 4 hộp. Thì mình người ngoài mà mình dò vào thì mình cũng biết ai đúng ai sai, nên là thôi mình chỉ kể cho các bạn nghe vậy thôi. Chứ hồi nãy là mình chờ cái đơn này khá là lâu á, chứ nãy giờ mà không có chờ đơn ôi mình đứng lại mình hóng coi thử ông shipper và lại bà cô chủ quán nó có đấm nhau hay không. Mình vừa mới nổ một đơn GrabBuy nè, hình như hôm nay thiếu tài xế hay sao ấy. Mình đón khách ở một chỗ khá là xa luôn. Hồi nãy lúc mà mình nhận cuốc này là mình đang ở ngay phía dưới đường Nguyễn Huệ đó. Từ Nguyễn Huệ mà bắt lên được tới chỗ này là mình thấy là chắc là thiếu tài xế lắm, nên là Grab mới cần tới mình đó. Ê anh ơi, vâng, anh quay 115 của May đúng không anh? Vâng, anh chờ lâu không? Cách từ chứ chắc là cả tiếng này. Do không biết sao bữa nay thiếu tài xế hay sao á. Hồi nãy là... Dạ vâng, hồi nãy là lúc mà trúng cái cuốc của anh là em đang ngay phía dưới chỗ đường Nguyễn Huệ á. Ngày nay là bao cuốc rồi? Anh là cuốc thứ 3. Quy Nhơn ít khách nhỉ? Dạ, đúng anh. Nay chủ yếu là tài xế chạy GrabFood là nhiều. Quy Nhơn chút tí mà đa số người ta có xe máy người ta tự đi hết á. Du khách muốn đi đi này đi kia đa số người ta gọi xa nhiều. Dạ đúng rồi. Xa taxi. Quy Nhơn đây có chỗ nào đi chơi gái không? Chơi gái à? Anh cứ qua mấy chỗ khách sạn ngay chỗ đường biển anh hỏi thử. Vâng, em hồi giờ em chưa chơi, em đâu có biết đâu. Chơi luôn không? Em cũng không biết nữa. Vâng, em con trai giỏi mà. Em có bao giờ em đi mấy cái đó đâu. Này, đây anh ơi. Để em qua đường, Rồi, em cảm ơn nhá. Mình vừa mới nổ một cuốc GrabBuy nữa nè. Ui ôi, cuốc này đi hơi bị xa đó. Đón khách ở 237 thanh niên. Gần tới nói em nha chị. Chưa. Dạ rồi, ok. Có chạy qua cho cuốc này. Dạ dạ. Chị. Anh chạy lên gần tới. Dạ vâng. Tới đi. À ok. Ui dồi, có sao không chị? À ok. Dạ. Cô chị 82.000 hả chị? À rồi, em cảm ơn nha. Yes. Cuốc này được 38.000 luôn. Vậy là tối nay có xiềng ăn cơm gà thôi. Ăn cơm gà thiệt nha, chứ không phải là gà móng đỏ đâu, nên là mấy ông đừng có hiểu lầm. À, cái đoạn đây là đoạn quốc lộ 1A nè. Khúc này xe lớn rồi chạy, mình qua đường mấy khúc bữa nay mình ngại lắm. Chiều nào mà cũng chạy 2-3 cuốc xe thế này là ấm túi. Chạy chục đường GrabFood mới được thưởng 30.000 nè. Mà chạy chở khách tí thế này được, vừa được bó nè, rồi vừa được tiền nhiều nữa. Ok mọi người nha, thì video của mình tới đây thôi. Bây giờ mình có việc nên là mình nghỉ sớm. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Từ đây về nhà còn 10 cây số nữa. Ui dồ, nó xa.